Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn, mình là một ông già gân, đam mê và yêu thích khá bảnh. Sẽ chia sẻ với bạn những điều mà mình cảm thấy thích khá bảnh. Mời các bạn vào tham gia cùng mình nhé. Vấn đề ở đây là vấn đề của Khá Bảnh. Nói thật tình mà nói thì ở đây có Xuân Dung trong này, mình cũng nói thẳng ha. Nói chung lại là cái người của những cái cơ quan đồ thì mình nói thì mình rất là ngại, nhưng mà rõ ràng bản thân của mình là cũng là giống như có máu giang hồ của bạn. Nên á, mình nói thật ra là mình với bạn là mình thấy cái vụ Khá Bảnh á, nói chung lại là cái gì bây giờ có nhiều người lên á cũng nói về là Khá Bảnh chia sẻ ra những cái tin tức, những cái gì đó nó làm ảnh hưởng đến con cháu. Coi như là máu giang hồ, là coi như chia sẻ những cái đó làm cho ảnh hưởng. Nhưng mà mình thấy rồi, bây giờ nè, mình nói thật ra các bạn nè, giống như cái vấn đề của Khá Bảnh thì ngày xưa Khá Bảnh là coi như là cái thành phần coi như là giống như không có được giáo dục tốt đó, coi như là bây giờ không thích, không tham ham học đó, mà thích vui chơi đua đòi chơi bời đó. Thì cũng vào trại giáo dưỡng thì nhiều lần cũng đã đánh lộn đánh lạo, coi như là năm 17 tuổi thì đã đi vô trại giáo dưỡng đó 2 năm. Thì khi ở trong trại giáo dưỡng ra coi như là năm 2011, đến khi mà đến 2013 thì ra trại. Trước thời gian đó coi như trong được 3 tháng coi như là trước thời hạn, thì các bạn biết rồi, coi như là nói chung quy lại là cũng là các bạn cũng cải tạo tốt, các bạn cải tạo tốt đó, nhưng mà cũng có rất là có bản lĩnh các bạn. Cái trường đó là coi như là chưa có cái ai mà coi như là nắm được cái số anh em mà nằm trong cái trại mà giáo dưỡng đó, mà coi như là cả ngàn học sinh trong cái trại giáo dưỡng đó, cũng coi như là quản lý được, cũng là cái giống như là coi được cái một số trong đó. Thì các bạn biết rằng coi như là sau cái khi mà theo bản ra đó thì cũng làm những gì ăn cũng này kia nọ cũng bình thường thôi, phải không? Nhưng mà cũng là vì cái đam mê đó mà coi như là khi mà chào chia sẻ cuộc sống nha, chào thị chiến channel nha, đó thì nổi lên là từ từ cái chỗ nào, từ cái chỗ mà có những cái giờ bây giờ mình có quay lại những cái clip các bạn, mình có coi là những cái clip của Khá Bảnh đó. Đây đây là cái hình ảnh, những cái hình ảnh nè. Đây á, tại vì mình sợ nó dính nhạc các bạn. Đây là những cái hình ảnh á mà là những cái kênh mình coi, tại vì mình mở trên cái laptop này rất là nhiều, mình không thể chia sẻ được. Ví dụ như mình like trên điện thoại là mình sẽ chia sẻ các bạn nhiều cái clip mình coi trên này, là mình ghi mình để sẵn hết. Đó thì á, về vấn đề của Khá Bảnh thì bây giờ các bạn tính đi, nổi lên từ từ nào, những cái trò là múa hát của Khá Bảnh thì những cái đó nó làm cho coi như là tuổi trẻ nó đam mê, nó yêu thích. Mà nói riêng gì không, coi như là tuổi trẻ không đâu, có nhiều coi như những cái fan ở nước ngoài đó, người ta cũng thích những cái trò, những cái múa đó của Khá Bảnh đó. Thì cái đó, những cái đó là đâu có, đó vô hại các bạn, vô hại. Chào Hữu Tài nha, đó đó vô hại, nó đâu có hại gì đâu. Coi như là những cái đó là những cái trò, những cái
trò múa của các bạn đó là đã... Nói chung thì mình già rồi, tay chân cứng rồi, coi như là không có múa được như các bạn nha. Đó, nhưng mà những cái trò của các bạn trên trên mạng đó, như là mình biết là coi như là cũng trên đó, nó thật ra là cái đó là đam mê của cái giới trẻ, cái đó mình không nói rồi đó. Thì á coi như bây giờ á mình mới nói là có các bạn, nó rất là bản lĩnh các bạn. Mình ra nhiều khi nói ra nhiều khi anh em nào á chưa có từng á, nhiều khi nói thẳng ra có nhiều đây mình coi mình để mình coi để mình nói coi cái cây này ha. À đây, cái kênh của là Tấn Tiền Tỷ á, cái kênh của Tấn Tiền Tỷ á là có đoạn á thì nói là cả bản bị bắt vô tù là khóc lóc sướt mướt rồi kia nọ, là coi như cái máu giang hồ ở đâu còn đâu nữa. Nói thật ra là những cái lời chê bai đó, những cái lời nói đó đó cũng không mấy gì tốt đâu các bạn. Tại sao? Tại vì á, nói thẳng ra khi con người ta khi mà đi đến một cái vấn đề va chạm đến pháp luật rồi á, người ta cảm thấy ân hận. Ai cũng có một thời coi như là xảy ra rồi cũng có lúc ân hận chứ bạn. Tại sao mà mình phải cười người ta trong cái lúc đó? Nói thật ra là khi mà mình cười vậy đó, mình cứ so sánh đi, ví dụ như bây giờ nè, các bạn có từng vô tù chưa, có từng ở tù chưa, có từng là coi như là gặp công an điều tra chưa, có chưa? Nếu các bạn đã từng rồi á thì các bạn nên nên hiểu rằng khi con người ta ở một cái giai đoạn nào đó, khi mà chúng ta va chạm vào cái gì đó nó vi phạm đến pháp luật, thì khi mà vi phạm đến pháp luật rồi thì có đôi lúc mình cũng cảm thấy rằng hối hận và ăn năn chứ các bạn. Thì tại sao mà coi như là cái em này nó lại đưa ra những cái clip coi như là chia sẻ mà dễ dàng chế giễu, không chế giễu. Bây giờ nè, cái anh em đó có từng vô tù chưa, có từng vô tù chưa, có từng coi như là bị công an điều tra chưa? Nếu đã từng thì mình nghĩ rằng chúng không nên cười cái anh em đó đâu. Tại vì sao? Có đôi lúc đó là coi như khi các bạn bị điều tra mà khóc lóc đó, các bạn biết là cái suy nghĩ gì, lúc đó các bạn suy nghĩ gì? Suy nghĩ rằng coi như một phút coi như nông cạn nào đó mà mình đánh mất đi coi như có cái con đường mình đang rộng mở, đang phát triển, đang rất tốt, đúng không? Nói thẳng ra mình nói khả bạn bị bắt do vấn đề là đốt cái xe thôi. Đốt cái xe đó là một cái hãng của một cái thương hiệu lớn của là một cái hãng cái xe lớn, một cái ông khổng lồ. Thì rồi bởi vậy nên các bạn nói cái câu trong cái phim ngắn của các bạn là phim ngắn là nói về là tình anh em á, nó nói về là giang hồ á, nói về tình anh em á. Nói là nó có nói một cái câu cuối đó, của họ ảnh nói là xã hội này bây giờ không có coi như là đúng hay sai, mà chỉ có là mạnh là thắng. Mình hay nghĩ là nó có cái đúng các bạn. Tại vì á bây giờ nhà nước xét thấy rằng coi như khả bảnh bây giờ hiện tại bây giờ là coi như là mầm móng làm ảnh hưởng đến coi như giới trẻ, thì cái giới trẻ đó nó ảnh hưởng, nó ở khả bảnh là ảnh hưởng về cái gì? Ảnh hưởng về giang hồ á, chưa phải là ảnh hưởng về giang hồ các bạn. Thì đầu tiên là khả bảnh được đó, là coi như được cái đó hâm mộ, là hâm mộ từ cái chỗ mà những cái pha múa rồi của các bạn đó. Thì đó, sau đó là khi mà nó lên thành fan rồi, mà fan rồi thì khi đã là thành fan rồi, nó đã hâm mộ rồi đó, thì ấy nói thẳng ra bây giờ có như bây giờ là mình xem đi, rồi cái lúc mà các bạn bị bắt rồi, các bạn khi mà các bạn vô trong trại rồi, thì bây giờ này các bạn, bây giờ mình mở cái đoạn một cái đoạn mình đây giờ tại vì bên đây mình không có được nha, mình mở cái đoạn này là
là khá bảnh, coi như là được coi như một cái. Để mình nói hết cái này rồi bắt đầu mình mở cái qua cái đó cho mở cái lo lớn cho các bạn nghe. Là phỏng vấn các bạn, một cái nhà báo lớn về phỏng vấn các bạn đó, thì coi như là bây giờ mình mở chia sẻ cái đoạn này trước đi, rồi mình phải phân tích cho các bạn nghe hay sao ha. Từ cái này mình không có quay cái màn hình trực tiếp lên cho được các bạn coi ha, nhưng mà mình sẽ cho các bạn nghe cái đoạn clip này khi nhà báo phỏng vấn các bạn như thế nào nha. Đó thì mình rồi lúc nào mình nghe nghe xong rồi mình sẽ phân tích cho các bạn xem cái đoạn này. Dạ không biết nghĩ, chỉ một lúc không biết nghĩ thôi là thành ra như thế. Nhưng mà bây giờ mình 27 tuổi rồi, sai mà không biết nhiều. Nhưng mà bây giờ mình 27 tuổi rồi, sai mà không biết nhiều. Thế là mình đã cố tình làm đấy. Em nói đúng hả anh? Em nói đúng tâm như là trong lòng. Thế là mình đã tính đưa mình ra lúc rồi, mình thấy sai rồi, sao không được. Nhưng mà sao lại được? Chị bảo này, chứ tại sao không làm những cái clip mà ví dụ em dạy các bạn trẻ ấy, là ví dụ như phải qua điều hướng tích cực ấy, thì chị nghĩ nó hợp lý hơn và nó nhiều quý nhiều hơn ấy. Và cái quý này là tự nhiên người ta quý nhau, chứ không phải là em mong muốn người ta quý nhau. Mà con người của em đang là như thế, chứ em không phải là con người của em cả. Cách của em là như thế, người ta quý, mẹ sửa đi người ta không quý nhau, người ta là quý thẳng như thế này. À, nghĩa là theo em là em phải đăng như thế này thì người ta mới quý. Em không phải là anh như thế này, mà con người em nghèo là như thế. Em không cố. Không cố gắng để làm người khác để cho mọi người quý hơn đúng không? Chết của mình cũng vậy, như là em lúc đi trường ấy, cứ đẹp mọi người lên đó mọi người chứ có phải là làm gì đâu. Đó các bạn nghe cái đoạn đó không? Cái đoạn đó là cái đoạn mà phóng viên coi như là phỏng vấn Kha Bảnh thì nói Kha Bảnh bây giờ tại sao không có chia sẻ những clip mà coi như là dạy dỗ những cái đứa trẻ cho nó như vậy, nó đi theo cái gương đó để trở thành người tốt hơn, hay là tại sao mà chia sẻ coi như vậy, thì Kha Bảnh nói là Kha Bảnh không có chia sẻ những cái này, mà coi như là anh em á, người ta quý Kha Bảnh là quý từ cái chỗ nào, từ cái chỗ mà cái phong cách như vậy, sống giang hồ nhưng mà sống coi như là giang hồ chỉ có bản lĩnh đó, chứ còn không phải là chia sẻ ra là mà nói cái gì. Bây giờ á, kia Kha Bảnh là làm những cái gì tốt hơn, bây giờ tốt hơn là cái nào? Bây giờ giống như Kha Bảnh nói là bây giờ Kha Bảnh hiện tại bây giờ đang xây cái nhà từ cái tiền mà làm YouTube mà ra lên để xây nhà cho mẹ. Thì các bạn nói đó, các bạn nói đó, cái đó là cái mà coi như các bạn muốn cho những tuổi trẻ, coi như là còn tuổi trẻ giống như các bạn mà có thể là coi như là có khả năng để là làm coi như là giúp đỡ gia đình, coi như xây được nhà cho mẹ mình như vậy, các bạn thấy là cái đó là cũng là cái tốt chứ đúng không? Nhưng mà coi như là yêu cầu các bạn là coi như làm một cái clip gì đó để cho, nếu mà tốt để cho chia sẻ cho cộng đồng, cho tuổi trẻ nó học tốt hơn, thì cái đó là cái không có phải là trách nhiệm của các bạn. Mà Kha Bảnh nó là một cái thành phần coi như là xã hội cho là những cái thành phần bất hảo, thành phần coi như là đã vào tù ra khám đã nhiều lần. Thì bây giờ nhà báo này nói một cái câu như vậy đó, các bạn nghĩ đi, kêu coi như là một cái thằng, cái người mà cả đã vào tù ra khám, coi như là chia sẻ những cái clip để về dạy dỗ những đứa trẻ, thì các bạn thấy rằng có đúng không, đúng chỗ nào? Cái trách nhiệm đó là trách nhiệm của Bộ Giáo dục, phải không? Của Giáo dục, Bộ Giáo dục dạy như thế nào cho trẻ, quản lý trẻ em như thế nào cho nó phù hợp, chứ đâu có phải mà nói cái câu đó coi như nhà báo mà vô phỏng vấn coi như là một cái người mà nói vậy đó.
Tại sao? Tại sao mà nói cái câu đó bây giờ nhà báo đi vô phỏng vấn mà coi như là nói bây giờ kêu khá ảnh là coi như là tại sao không làm những clip mà nói về dễ giáo dục cho những đứa trẻ cho nó tốt hơn. Ủa, các bạn nói là bây giờ con người của các bạn là như vậy. Bây giờ các bạn coi như làm cái gì là theo cái bản năng của mình, cái bản tính của mình. Không có thể đổi, không có tập cho theo cái của ai mà không có chia sẻ cho ai. Mà cái này là bản tính của các bạn như vậy, các bạn coi như là làm clip chia sẻ của mình thôi. Bản thân mình thì coi như là người ta hâm mộ, người ta đam mê gì các bạn gì cái gì đó. Có người thật như vậy. Chứ người ta đâu phải là coi như là bây giờ có người cái diện mà theo hay không á, theo hay không á, đó là do từng cá nhân, từng con người của những người khác, người ta ham mộ ra theo thôi. Cũng như mình thôi, mình già lớn tuổi này các bạn, nhưng mà mình có máu giang hồ, tại sao nên mình mới thích là các bạn chia sẻ đúng. Chứ còn cái chuyện mà bây giờ nè, dân tục giữ tiểu thì cái đó là đương nhiên rồi, nói thẳng ra cái là những anh em mà giang hồ á thì người ta thường là nói chuyện về các bạn. Ai thích thì nghe, thích thôi. Mình đâu có yêu cầu. Đâu có nói bắt buộc tao nói tiền giang hồ gì đó, tụi bay không nghe tao chém tụi bay à. Không có, đâu có ai nói câu đó đâu. Các bạn đâu có lên, các bạn quan cũng đâu quan thấy cũng đâu có nói. Đâu có ai nói đâu có đâu. Mình còn rất là nhiều điều muốn nói về các bạn. Nếu các bạn yêu thích mình, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn trong những lần clip sau. Rất mong được sự đóng góp và chia sẻ của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần live và clip sau nhé các bạn.